mấy anh em nào mà đi săn bắn hay là mấy con sóc bông da đỏ, cái con trên màn hình đó anh em, thì đây là cái tiếng mới nhất. Cái tiếng này là Thuận chèn cái bản nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em nào cần cái tiếng gốc không bị chèn nhạc thì liên hệ số điện thoại của Thuận để mua tiếng nha anh em. Với lại Thuận sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm về cái cách làm như thế nào cho nó đạt hiệu quả. Ngoài ra bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim, chồn, sóc, thú rừng. Anh em liên hệ số điện thoại để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Mấy anh em nào mà đi săn bắn hay là mấy con sóc bông da đỏ, cái con trên màn hình đó anh em, thì đây là cái tiếng mới nhất. Cái tiếng này là Thuận chèn cái bài nhạc vô để giữ lại bản quyền. Anh em nào cần cái tiếng gốc không bị chèn nhạc thì liên hệ số điện thoại của Thuận để mua tiếng nha anh em. Với lại Thuận sẽ chia sẻ thêm kinh nghiệm về cái cách làm như thế nào cho nó đạt hiệu quả. Ngoài ra bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim, chồn, sóc, thú rừng. Anh em liên hệ số điện thoại để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Để được tư